Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tại Tổ quốc. Hôm nay tập 3 một clip gồm 10 cây câu nha mọi người. Thì 10 cây này là 10 cây cần câu gúp hàng chất liệu là carbon. Có hai cây này là hai cây cần thiết nha. Đó, rồi để shop vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu mà lỗi không dám shop lên đó, anh em cứ gọi cho shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Cây thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần Ryobi. Thì cây đây là một cây cần lua. Đó. Thì cây Ryobi được sản xuất tại Korea. Cái này dài là 1m8 nha mọi người, dài 1m8, thu gọn là 37cm, độ của nó là 1.1. Thì cây này độ cứng của nó là ML nha anh em, độ cứng là ML. Đó. Thì cây này tải mồi từ 7 đến 17.5g, chất liệu là chất liệu carbon. Thì cây này nó còn hộp nè, còn túi luôn. Đó. Nói chung là cái này dạng hàng chứng ba hàng mới. Đây cái bát này thì anh em để máy vô và kẹp lại là dính luôn nha mọi người, kẹp lại dính cứ ngắt luôn. Đó, bao dính cho mọi người luôn. Bát này tùy theo cái kiểu tay của anh em có thể tăng đưa nó xa hay nó gần. Đó, cần thì cái bàn này còn rất là đẹp nhá. Phen là phen dạng Fuji lỗi xám. Đó, đầu chụp có luôn, đầu chụp nguyên zin. Đó. Đây, dạng Fuji lá xám, foil là foil carbon, hàng Ryobi. Đây một cây cần chỉnh hàng lua re, cần rút, đó nó sẽ có thông số tải mồi, đó thông số dây rõ ràng với mọi người. Cây này mà anh em câu mà dạng bỏ ba lô đi du lịch, không thôi anh em để cấp xe câu là vô tư luôn, đó. Rất là đẹp. Cần còn rất là mới luôn. Đó, phen ok hết. Rồi, giá công khai cây số 1 giá là 900 nhé. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 lên cho mọi người vẫn là một cây cần Ryobi. Thì cái này còn full túi, full hộp. Thì cái này nó dài chỉ có 1m5 thôi nha anh em. Dài 1m5 thôi, nó ngắn hơn cây nãy tí. Thì cái này nó thu gọn, chiều dài thu gọn của nó là 37cm, độ cũng là 1.1, độ là 1.5. Đó. Thì cái này nó tải mồi từ 7 đến 17.5g, độ cứng cũng là ML, một cây cần chỉnh cho anh em luôn. Thì cái này dạng cần chưa qua sử dụng nhé. Đây, nó còn lớp ni lông bọc cái cán bằng này đây, đó. Bắt cho nó đây. Phen đây, cũng là phen Fuji lỗi xám. Phôi thì đẹp vậy, đó, phôi đẹp lung linh, khỏi bàn. Đó. Nói chung là những cây này chưa qua sử dụng. Qua sử dụng mà có cái ni lông này bị họ tháo rồi. Đó. Cần còn rất là mới luôn. Đó. Thì cái này shop thì về được 3 cây cùng xay nha. Đó. Phen rất là chuẩn luôn. Đó. Fuji lỗi xám. Rồi giá cũng khai cây số 2. Giá là 900 luôn nha mọi người. 900 còn xếp. Cây số 2, cây số 3. Cây số 3 cũng vậy. Còn full tối full hợp. Giá 900 nhé. Số 4 cũng vậy luôn. Đó. Cần còn rất là mới. Giá 900 cộng xếp nha. Những cây này chuyên cho anh em để ba lô đi du lịch nè, để cốp xe. Anh em có thể lua màu giả, giá thiệt cũng được. Giá thiệt tầm khoảng 17.5g là tính cũng vô tư rồi. Đó. Thì rồi tiếp theo ở bên đây. Qua đây tiếp theo lên cho mọi người là cây số 5. Thì cây số 5 lên cho mọi người một cây cần rút. Thì cây rút này một cây cần rút cần phíp nha mọi người, cần phíp. Bát của nó là bát thẳng. Phen của nó là phen hãng đây, phen hãng loại đa sứ đây, sứ đen đây, đó, phen hãng nha mọi người. Đó. Thì cái này cứng 20, dài 21, chuẩn cho anh em câu ngâm nha, câu ngâm, câu sông hồ, câu giải trí. Đó. Anh em nào muốn tập cho mấy cháu câu thì lấy mấy cái này về câu. Đó. Rất là êm luôn, rất là mới, cần còn rất là mới luôn. Thì cái này nặng là 145g, thu gọn là 67cm, đọt 1.5. Giá công khai cây số 5, giá là 200 nhé, 200 cộng ship. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 lên cho mọi người vẫn là một cây cần rút. Cây này là một cây hãng của hãng Romit đây. Đó, một hãng Romit. Cái này dạng giống carbon pan mọi người, nó vẫn sẵn sẵn nha. Cần cũng còn rất là mới. Phen của nó là phen hãng này, loại sứ nha mọi người, phen hãng loại sứ. Bát là bát thẳng. Cần cũng còn rất là ok luôn. Đó.
Thì cái này nặng là 110 g, thu gọn 46 cm, đọt 1 ly 6. Rồi giá cũng khai cây số 6, giá là 200 nha mọi người, 200 cộng ship. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần carbon. Thì cây là một cây cần carbon, khoan của nó là khoan hãng nha, khoan hãng. Đó. Bát là bát kẹp, bát là bát hãng luôn. Thì cái này nặng là 138 g, đọt 1 ly 8. Thu gọn là 50 cm. Thì cái này nó dài 2m1, độ cứng là 20. Đó, cản là cản mốt nè. Phôi của nó là phôi carbon. Đây, hãng cũng hãng Romet. Đó. Phôi carbon nhé. Thì hàng Romet này là một hàng của China xuất Nhật nha anh em. Đó, nói rõ ràng của anh em vậy luôn. Đây, phôi carbon sẵn rất là đẹp. Đó. Nặng rất là đẹp nha, phôi rất là chắc luôn. Đọt nó đây. Rồi giá công khai cây số 7, giá là 400 nha mọi người, 400 cộng ship. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người một vẫn là một cây cần rút. Thì cây này một cây cần của không biết hãng luôn, hình như là của Alpha Taco. Cái tem nó đây nè, Alpha Taco. Thì cây này một cây cần rút carbon. Đó, dạng gút mini, giờ tập khoảng 2 găng tay thôi, thu gọn. Thì cái này thu gọn tầm khoảng 38 cm, dài 1m8, đọt 1 ly 7. Thì cái này nó nặng là 120 g, độ cứng cái này nó ra tầm khoảng để đo xem, độ cứng cái này ra tầm khoảng 20. Đó, phôi của nó là phôi carbon nha mọi người, phôi là phôi carbon, carbon đỏ nè, sẵn rất là đẹp nha. Đây, cần đó xuất sắc nè, đó. Phen của nó là phen Fuji, phen Fuji. Môi carbon nha, nhìn rất là chắc nha. Đọt nó đây, đó. Phen đây. Thì cái này có một phen này nó bị rạn cái này, rạn nước cái này nè. Đó, nhưng mà gần còn rất là chắc nha mọi người. Mọi người câu water nha. Thì cần sao thì shop sẽ bán như vậy. Phen của nó là phen Fuji. Thì cái này giá công khai cây số 8, giá là 400 nhé, giá cực kỳ mềm luôn. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 lên cho mọi người một cây cần rút. Thì cây số 9 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Neo. Đó, cây này của China xuất Nhật luôn nha mọi người. Đó, thì chất liệu là chất liệu cần là chất liệu carbon. Đó, độ mới cái này ra tầm khoảng 95%, còn rất là mới. Bát của nó là bát Fuji nè. Đó, bát Fuji. Phen của nó là phen Fuji, đó. Cần rất là ok nhé. Thì cái này dài 2m1, độ cứng ra tầm khoảng 20 nhé. Dài 2m1, độ cứng ra tầm khoảng 20. Cần rất là mới luôn, phôi là carbon, đó. Rất là ok nhé. Cái này bị xước nha, đó. Không ảnh hưởng gì nè. Đó. Đó, cứ ra tầm khoảng 20. Đó, cho anh em câu ngâm sông hồ thiền. Phen ok hết. Rồi giá công khai cây số 9, giá là 500 nha anh em, 500 cộng ship. Tiếp theo cây số 10, cây cuối cùng. Thì cây số 10 lên cho mọi người một cây hàng của thương hiệu Suzumi. Thì cái này hàng của vẫn là của China xuất Nhật. Bát của nó là bát Fuji. Đó. Bát tài cao, cắm mút, cắm mút màu vàng. Đó, phen của nó là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji. Phôi của nó là phôi carbon. Thì cái này cứng 20, dài là 1m8, cần rất là đẹp luôn. Đó, cứng 20, dài 1m8, càng đẹp lung linh nhá. Đó, càng khỏi che ra được. À, rất êm luôn. Đọt nó đây. Đó, thì này cây này cứng 20, dài 1m8 thì thích hợp cho anh em dạng bỏ ba lô đi du lịch nè, câu ngâm, câu chép, câu giải trí. Thì cái này nặng là 126 g, đọt 1 ly 4. Dài là 1m8. Thì giá công khai thu gọn của cái này là 40 cm, tầm khoảng 2 găng tay thôi. Rồi, giá công khai cây số 10, giá là 500 nha mọi người, 500 cộng ship cây số 10. Đây, đó tổng cộng là
mời cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt lệ số shop, số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.